Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái nhân vật đặc biệt thuộc dòng, đó chính là Legend các bạn ơi. Con này thì hơi bị mạnh và bá đạo luôn nha. Nhân vật này của chúng ta sẽ có trong mình là 4 chiêu nha mọi người. Tỷ chiêu đầu tiên sẽ là tỷ chiêu dấu ấn rồng xanh. Chiêu thứ hai sẽ là tỷ chiêu mặt trăng. Thứ ba là tỷ chiêu nguyên thủy nha. Và chiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là tỷ chiêu gió nha mọi người. Sở hữu trong mình 4 chiêu này và kèm khả năng knock out đối thủ. À, bé này thì cũng khá là đặc biệt rồi. Wow, và hôm nay anh em mình sẽ đến với thành viên đó chính là Macaron. Một thành viên khá là đỉnh luôn nha. Con này là Zendy nha các bạn. Wow, một trong những thành viên rất là bá đạo luôn. Rồi, và Hante thì có bán những cái mảnh orbit của rồng nha. Anh em nào cần những cái mảnh rồng nào thì cứ việc liên hệ với Hante trực tiếp qua Facebook hoặc là trang hantechannel.com nha. Link mình có để bên dưới phần mô tả của video luôn. Wow, Advance này thì các bạn quậy được đến đâu rồi? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là win trong khu vực list 4 trận hen. Tới công chuyện luôn. Bây giờ thì săn tay áo vô và chiến thôi nào. Wow, và các bạn ơi, anh em nào mà xem video đến đây rồi mà chưa có like thì gõ nhẹ cho cái nút like và nhớ subscribe nha. Đăng ký kênh Hante Channel để có thể theo dõi được những cái tập mới đến từ kênh của mình luôn. Rồi, nhân vật Zendy này của anh em mình thì cái chiêu này các bạn biết rồi đó. Chiêu này là cái chiêu học của đối thủ. Mà đối thủ nó chưa có quýnh mình thì làm sao mà có chiêu để học được. Cho nên là đem nó đi vô trốn nha. Rồi, tuyệt chiêu đầu tiên của anh em mình sử dụng là tuyệt chiêu dấu ấn rồng xanh. Nhìn cái chiêu thôi là thấy hoành tráng lệ rồi. Ở đây thì ui, anh em mình nó là chưa đủ các bạn. Chưa đủ để có thể bế tem bạn, nhưng mà nó vẫn chưa đủ để kích hoạt cái khả năng knock out. Đó, còn bây giờ thì đẩy luôn thằng nhỏ rồi. Cây nha. Tầm này. Rồi, tầm này mình sẽ mang lưỡi hái tử thần ra cưa nhẹ trước cho tem bạn nó bớt máu. Sau đó thì anh em mình sẽ đến với là tuyệt chiêu mặt trăng. Đây, khi mà cái lượng máu tem bạn bị ép xuống một cái mức vừa phải đủ để kích hoạt khả năng knock out thì tới công chuyện liền. Wow, một hit nữa được xuất hiện và anh em mình bế nhẹ luôn thành viên tem bạn nha. Ôi, còn cái này sát thương nhân 2 hả? Sát thương nhân 2 chắc mình gõ nó một cái nó đi du lịch luôn rồi. Đành phải nhờ đến lưỡi hái tử thần để kéo một ít máu. Đó. Rồi sau đó thì anh em mình mới thi triển kỹ năng. Wow, nhưng mà cái lượng đam của chúng ta quá lớn các bạn à. Ôi, đẩy luôn tên bạn đi du lịch chứ không còn là kích knock out nữa ha. Đây, và bây giờ là nhân vật Zendy. Cho các bạn xem sức mạnh của các thành viên mới coi. Anh em mình khều nhẹ với tuyệt chiêu dấu ấn rồng xanh ha. Đây, khả năng được kích hoạt. Ui, nhìn đôi cánh con này nó to và nó bự kinh khủng luôn các bạn ơi. Wow, nó vỗ cánh mà mình thấy muốn như nửa cái màn hình luôn rồi. Quá ghê gớm ha. Rồi, nó tung chiêu một cái thì thôi là sáng trưng cả bầu trời luôn. Anh em mình thể hiện kỹ năng tiếp nè. Một hit là tầm khoảng 50 mấy ngàn rồi. Ôi, đam to quá cho nên rất là khó canh các bạn à. Wow, 72 hả? Rồi, anh em mình lần này sẽ nhờ đến đó là lưỡi hái tử thân. Rồi, 49 đúng không? Tầm này thì mình sẽ cho bé yêu ra kích hoạt khả năng knock out nữa. 4 chiêu này thì cái chiêu bèo nhất của chúng ta sẽ là cái tuyệt chiêu. Ôi, cái chiêu này đang được siết thương nhân 2 lần. Khiêu nhẹ nhẹ thôi, sau đó thì mới knock out nè. Wow, victory. Lại thêm một chiến thắng nữa. Bỏ túi nha. Khu tiếp theo mà anh em mình muốn ghẹo là cái khu West đi nha mọi người. Rồi rồi, vô đây kiếm công chuyện để quất luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ bế nhẹ. Úi, chết chưa, quên chọn cái bé yêu rồi là mới của mình rồi. Thôi, đành cho Zendy thể hiện kỹ năng vậy ha. Anh đại này thì vô đây là gõ một hit là một em liền ha. Wow, lên bảng đếm số liền. Rồi, victory ha. Sương sương. Rồi, anh em mình sẽ mang cái bé yêu đâu rồi. Hàng mới luôn. Ui, hàng mới cho nên anh em mình ưu tiên nó ra quánh một tí nha mọi người. Hiệu ứng con này nhìn cũng hơi bị cuốn luôn các bạn ơi. Hai tay cầm hai cái móc rất là hoành tráng lệ ha. Wow, tuyệt vời.
Đây, victory hang. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là nhiệm vụ. Nhiệm vụ anh em mình đến đâu rồi? Ui, mới gọi được có 2 trận thôi, còn cái này là phải cho rồng ăn hả? Cho rồng ăn thì anh em mình cần phải kiếm một cái bé dragon nào đó cho nó ăn, cho nó mập lên đó các bạn. Ở đây mình có một cái bé mới level 1 nè. Đây, đẩy cho nó ăn một tí nha. Chắc có lẽ là lên tầm khoảng level 20 là được đó mọi người. Rồi, chắc tầm này là ổn rồi đấy. Xong nhiệm vụ rồi. Ôi, còn 2 trận nữa mới xong à, cay nha. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là khu arena. Khu này thì chúng ta sẽ đi ghẹo chọc những cái thành viên. Đó, có khá là nhiều thành viên ha mọi người. Khu này anh em mình được đại chiến với những cái bạn level cũng khá là cao nha. Ở đây thì mình sẽ có nhân vật Zendy. Ui cha, tên bạn cũng 200.000 máu ha. Khả năng đặc biệt của dòng ma cà rồng thì các bạn biết rồi đó. Khả năng hút máu rất là bá đạo luôn. Mấy cái bé này thì anh em chỉ cần tốn 100 mảnh Orbit là đã sở hữu được một thành viên rồi. Và cái nhân vật Zendy này thì nó còn bá đạo ở một cái chỗ đó là nó học được cái chiêu của đối thủ để có thể bế đối thủ nha. Đối thủ mà nó có cái chiêu càng bá đạo thì anh em mình lại học được cái chiêu bá đạo đó và xử lại luôn. Rất là tuyệt vời ha. Rồi, tầm này thì hay mang cái bé này ra ghẹo đi. Dòng Heroic các bạn à. Ui, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là sát thương nhân 2. Ui, Zendy, quá tuyệt vời. Sát thương nhân 2 mà còn kèm thêm hút máu nữa thì ai mà chịu cho nổi hen. Lượng máu trở nên full cây trong vòng một nốt nhạc liền. Wow, anh em mình học lại cái chiêu của đối thủ coi nè. Ây, đối thủ xài chiêu lửa hen, cũng không có gì đặc biệt nha. Rồi, bây giờ anh em mình xài lại cái chiêu hút máu. Wow, ngon lành hen. Chỗ này thì cho cái bé Gon đi. Bé Gon solo với dòng Heroic xem. Ui ui ui, con này nó đam to quá các bạn ơi. Oh no. Đáng lẽ là anh em mình phải xài cái tuyệt chiêu quýnh xong chạy đó mới còn sống, chứ anh em mình xài cái chiêu này là coi như là lên dĩa luôn rồi. Rồi, chỗ này thì anh em mình bật cái hút máu lên cái nha. Wow, xài chiêu đặc biệt của tên bạn luôn. Đây, tên bạn nó xài chiêu gì thì mình xài lại chiêu đó thôi. Tên bạn nó hút máu thì anh em mình cũng hút máu luôn. Wow, vô tình có thêm chiêu hút máu nữa đến từ Macaron các bạn. Rồi, trận này anh em mình đã hy sinh hết một thành viên rồi. Chỗ này anh em mình sẽ phải đổi rồng khác thôi. Rồi, để xem coi đội hình tiếp theo anh em mình sẽ đối phó sẽ là... Wow. Rồi, ca này thì Zendy tiếp tục thể hiện kỹ năng với... sát thương tăng thêm 30%. 105.000 nha. Ổn áp các bạn à. Wow, xài chiêu đặc biệt hả man. Bây giờ mình học lại cái chiêu của đối thủ nha các bạn. Wow, mình học lại cái chiêu của đối thủ và vô tình tên bạn nó bị xói sổ toàn tập luôn. Đó, do cái chiêu đó nó quá đỉnh đi. Anh em mình học cũng ghê gớm nữa các bạn à. Học hành kiểu này là hơi bị ghê rồi. Ôi, nữ hoàng ma cà rồng. Tiếp theo thì anh em mình đang đến với là ca này anh em mình khều nhẹ đi ha. Wow. Rồi, tiễn nhẹ tên bạn luôn. Victory. Ôi, nhân vật Zendy hơi bị bá đạo luôn nha. Rồi anh em mình tiếp theo đến với ai đây? Wow, Macaron. Ôi, đội hình này mình thấy nó cũng không có ghê gớm lắm nha. Ui, phát hiện được đội hình xịn các bạn à. Đây, một cái đội hình mình thấy khá là xịn sò luôn. Wow, Mythicast nè.
rồi với là thành viên đặc biệt luôn. Ôi, con này nó có cái khả năng mà hút máu ha mọi người. Đây, anh em mình sẽ học cái chiêu, mình sẽ me cái chiêu lá của bé ấy. Đó, thì chiêu nó quýnh cả ba thành viên cùng một lúc và nó bơm máu cho chính nó nha. Mình cũng xài lại cái chiêu của bạn ấy luôn. Mời các bạn xem thử nè. Wow, do tên bạn có chiêu lá nên lượng sát thương anh em mình không gây ra được cho các thành viên này. Nhưng mà thành viên bên trong thì mình đẩy đi du lịch xa bờ rồi nha. Chiêu gì nổi? Ui, rồi, bây giờ học lại chiêu nữa nè. Đó, lên dĩa luôn, hồi sinh trở lại luôn hả? Ôi, tiếp theo thì anh em mình bế nhẹ tên bạn luôn nha. Wow, victory. Anh em mình đến với đội hình như thế nào nữa đây? Ui, đội hình càng ngày thấy càng khá nha các bạn. Đây rồi, chúng ta sẽ trang bị bé yêu này lên tới tận răng luôn. Sử dụng chiêu đặc biệt của tên bạn nè. Rồi, 102 đúng không? Ôi, con này nó còn có miếng máu à. Hút máu như vậy nó không có thấm cho lắm ha. Wow, bây giờ thì xài luôn cái chiêu đặc biệt của tên bạn nè. Đó, ui cha, xói sổ luôn cả hai thành viên cùng một lúc các bạn à. Cái khả năng học chiêu như vậy thì nó hơi bị căng rồi đó nha. Quá ghê gớm luôn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ trải nghiệm nhẹ cái Advent nha các bạn. Ôi, và đây cũng là cái lần đầu tiên mình chơi cái Advent ở cái nick này luôn các bạn à. Wow, để xem coi hôm nay kỷ lục của anh em mình sẽ là được bao nhiêu điểm nha. À, và các bạn được bao nhiêu điểm rồi? À, đừng quên comment chia sẻ với HNT cho vui nha. Ôi chà. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ có là 5 cái bảy sắc cầu vồng nha. Và mỗi lần vượt qua thì chúng ta sẽ được một ít điểm. Một ít điểm trong trống nha mọi người. Đó, rơi vào vị trí bây giờ là buổi trưa rồi. Rồi, bây giờ là tới buổi tối rồi nè các bạn ơi. Mặt trăng đã lên. Đây, tới cái thứ 5 và anh em mình đã kiếm được 99 rồi. Wow, một viên game. Đây, có game là phải lụm nha. À, chứ không có gọi là dễ dàng đâu các bạn ơi. Cái game này không có dễ dàng mà nó cho anh em mình game đâu. Cho nên là thấy là lụm liền. Wow, anh em mình cũng được 110 rồi. Ôi, đang tập trung cao độ các bạn ơi. Ôi tham thức ăn quá, lạng qua lụm. Kết gọi là thật là bất ngờ. Và chỗ này anh em mình xem quảng cáo sẽ được nhân 2 game nha mọi người. Wow, và sau khi xem xong thì anh em mình được x2 phần thưởng nha. Rồi, được 10 viên các bạn à. Wow, và anh em ơi, anh em xem đến đây mà chưa có like thì đừng quên cho mình một like ủng hộ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.